Bảo Hà nhà ai lên đất Bảo Hà, nơi bụi phong huyền đó là cảnh thần tiên. Bụi phong nhiệt đó cảnh thần thiên tiên. Hai phương phong nhan thập cờ diệu
mình chiếu từ chúng thích đăng công giảng kiến quốc hoàng lần thần thánh chúa tiên trung vương. Cho tiền tốt là người.
phú quý giàu sang đồ cho phú quý giàu sang. Mùa xuân cầu lộc nghỉ mùa thu không tiếc tài hạ về tống mấy chữ tài. Ông về chắc sáng từ chữ ông mở kho tài lộc cho đời bình hoa ông ban cho tiền tốt vàng mười. Thank you.
nế bạc lòng thành trần gian con nế bạc lòng thành bút loa biên chép mê xá thương lòng thành đổi công thành ơn nhờ phật thánh lộc công ban đem đến tận nơi gian con nế bạc lòng thành bút hoa biên chép mê xá thương lòng thành đổi công dày hơn nhờ phật thánh độc của ông ban đem đến tận nơi hơn ông ban mộc ban tài dâng ông hoàng bảy để xin lòng của ông ban
phong hoa tuyết nguyệt đường mơ bùi sừng câu thiên bảo chúc chúc lời huy phong chuông xen nô lòng lòng hội quỳ quyền chuông hoa xen chào lòng lòng tay nâng bình ngọc ngọc các bạn biên giới ông xen trà hiền thượng kim ban trà liên tâm hiền thượng kim ban đơn cùng trà mấy long đỉnh đỉnh để núp thừa nhàn ông hiến na vui ba chén khuyên mời hồng hồng mà xa ba chén khuyên mời bình bình à hương mấy thì đủ hoa bụi dở sách ra xem mê thanh nhàn ông dở sách ra xem đêm khuya thanh vắng vắng ông ngả bàn đèn hút thuốc mà chơi thiên bậc bậc bằng vàng các bạn thiên dân ông bổ thiên bậc bằng vàng vàng cô dâu út học lúc thừa nhà hoàng ngự vui làm bạn
cầm kỳ thi từ thu vui vầy. Lúc tình lúc say hoàng đồ biết đường hương thơm khói tỏa ngút trời bay.
phúc nghĩ mời 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 tiên ơi ô long mạn thay ngát mùi ngát mùi trần gian hồ sáng hồ sáng hồ liêu phàm ở sáng là trần gian đi ngã bụi ở gian đi trần gian ngát ông là hoàng bảy ông chỉ say cho vui một nà ti với hoàng tổ quan quan lang tàu cùng mà quan bắt đầu sổ trương sinh lão âu che tiên nam về ông là người đức độ thảo nhất nhất đức 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 hoàng bảy xét ma biên cho rõ ràng bao nhiêu kẻ tàn màu ngược chiến hại người không trước thời sau ai nỗi lầm mà hoàng có xa chi đâu sợ quyền được như cho sợ cầu được ông thân đừng anh đi mà tâm cần cần đầy đừng mà ông hoa đầy chữ tôi chữ phúc để mà cần cần ông khuyên ai chớ nên khoe ta đã chọn vẻ cuốn phần nhân mà đã mất thì hoàng gần gần đi sao bằng bằng anh đã lên nắng lối rời của khắp mà bốn phương hải nhân hải hiểu cho khôn đường thoát thân à đường tiên cho nước tiên để mà thầy hết bụi chân à thành ta cao rồi lại ông cho người vần vần họ nguyện con thánh chứa thương thường treo cao giá học ngà chữ tam tòng từ đức thiên nghi họ nguyện con hôm nay về đền ông đặt là cuối tâu quỳ bảo hạ có ông đi hoàng bảy ông đi độ trì ông chứng minh nhà trong sáng ông ngồi khoang thai cách điệu ngữ trên công đồng các cô trải chiếu gương sông nga gần nghe vóc nga cao quân nga sang nga thay châu báu ông lấy kim ngân ngân ra đánh thiên tử có thăng thôi nhân nhân kinh nha có tứ thập hồng bạch bạch hà định chi chi tôm leo bạch bạch thủ hà đi vì tứ xuyên lục thì có lục cỏ hoàng cung trời bạch bạch chi mới vào đầu đã thốc hoa
vào như long quân thủy ông tỏ khói xa như ra
ông bảy ăn chơi thật là đáng bậc anh hùng, lên xe xuống ngựa mà vẫy hà vùng chín người phương. Hôm nay thì bóng bạc về
được khuya nhang hỏi khói nhang phục vụ tâm thành việc chúng làm bồ. Có chữ làm bồ trực bình, có chữ làm bồ. Hoàng thước vô trong đồng tay lưng bước ngang.
gió lay xịt bước mạnh đưa đàng hoàng tử lộ trình về tới đây bắt tay tiền rót chén rượu nhất tuần sơ đông lên bề ngọc hai ho đông pha đà giúp ông hoàng cười sơ để tay thiên a sát ma chén di diệu đạo nhị tuần á dâng lên bề ngọc để các ho giấc mời là mời giúp ông hoàng cười sơ a sơ giúp ông hoàng sơ sắc chén rượu tam tuần xúc lâm lên đi bề ngọc hai o đông vào cả giữa ông hoàng mười sơ hai o lâm vào giữa ông hoàng mười sơ hoàng về giảng thiên ông giảng phù ông chứng tâm cho vị họ miễn thanh đồng nay ông mới về chứng tâm ma tiếp lộc đồng đông thế mà hoàng cho cái họ nguyện câu nên sắc nước được trong ta chúc ông cho được thuận hòa trời màu xanh bằng trời cám lộc nước mô xanh bằng dòng nước sông Nam mà lời mô gió biển trắng bằng nơi thành lội sinh quan chứ buổi đã mắt thì ba năm có mắt mà gừng chín thả cây vẫn còn cây trừ quán hoa tươi thương cho để họ nguyện tính lặng địa dù xa xôi từ trong xứ về hoàng cung lên sơn lâm để mà người đông một tuần nhang chứ tưởng người anh tiền gương xưa lập điện văn võ ai yêu nước thương dân ông biết bảo vệ sơn cho dân lo ẩn cho nước nhà bình
trầm ma hương mơ màng khói bay xa vời, lòng còn ước vọng mà tìm ngày kinh thiên bộ trời, bởi do trời sinh dương thế số bạch tiên cung xa hôi quan ông đằng đằng vân xa vũ thần thông giang nên cung và cho đông bình tâm tiên đi hoàng sa tay phù cho quê hoàng xanh xanh cành nở hoa
xuống bao hà lệ trái ngang giao cung đàn thanh thoát ra thanh ca chiều kén tân thượng tân an chứng minh cho đồng
phải về Sơn Trang. Sơn Trang giòn quán bán hàng, đồng văn bằng thanh vào hàng ngồi mua. Hàng khô, hàng chát, hàng chua, hàng hay, hàng đắt nếu ai mua thì bảo. Hàng hay, hàng đắt có ai bảo mà mua. Trong khúc nhạc chúng con dâng lời ca, cô xinh xinh như hoa, cô đẹp như hoa, cô tươi như hoa, trời trời sáng xinh yêu kiều, sáng xinh yêu kiều, làn môi khẽ cười làm ngất ngây chân xa. Cô về đến đây ban phúc đề đa, ấm no cho mọi nhà. Sườn non tiếng quay mạnh vờn bay, đèn ông bảy linh thiêng, cô về đến đây chứng tâm cho thành phần. Bàn đông đô tiêm hồng, để đã tháng ngày ấm no đời sau xuân hạ thu đông. Bốn chữ linh nga, mong ơn cô đợi biết bao thành đồng chờ cô bán em, biết bao
cho cô mang khai. Được dắt cô cài chân,
tình bởi cô bé giáp đất trung tâm phương lễ về đây cho thanh đồng lan dặn băng khoai đường đường là mảnh đá cuốn úp cô qua đèo dốc đá treo leo đá treo leo cô lên hầu mẫu thượng hầu mẫu thượng sơ chàng dâng để tấu tam hòa mẫu yêu cô bé cô lết ta sẽ ra hồi cầu hoàng tôi mang quân tây an đi đúng xuống khẩu cảnh ba tháp trời sẽ ra hồi vẻ quý đoan trang cầu cơ hoàng vẻ quý đoan trang tiếp thu ra trắng mây đường tóc xanh sẽ ra hồi cùng bạn đến đây cậu bé ra vào hai tay lên bước mạnh nào cậu bước vào quỳ đâu Yeah.
phú nào cầu tiền tôi như lại được khai khai thật nhớ nhớ quá tình khai chi như thông tin khai khẩu khẩu ban anh sơn khê cậu cậu băng rừng ngàn
dặm sơn về, đi chơi yên từ lúc cậu về đồi ta mê. Bỏ chấm ngang vai trái đào cọc hoàng, bỏ chấm ngang vai mẫu khen cậu bé, cậu đẹp trai lại khó. Xa lòng lòng hội đã tan rồi chia tay thôi cậu, ngồi trên ngôi cao cầu thương thiên thánh đồng, đừng hẹn lại đến cậu ơi đừng quên, chúng con mong chờ cậu hoàng sớm về, chúng con mong chờ cậu hoàng sớm về. Xong rồi